lại với tần số tình yêu. Bây giờ là thời điểm mà hai chàng trai sẽ đưa ra quyết định là có gọi cho hai cô gái của chúng tôi hay không. Nào, mời hai bạn xuống dưới nhé. Đây là giờ khắc mà ông mai bà mối lúc nào cũng rạo rực làm như ta gọi cho mình vậy đó. Nhưng sẽ gọi cho Nhi em. Dạ alo ạ. Chào anh ạ. Anh bắt được tần số của em rồi. Leo lên liền. Bước lên liền. Rồi cúp máy quay qua cái rừng. Sau chương trình này thì anh muốn mời em đi chơi, đi coi phim những bộ phim mà em thích. Và được đi du lịch cùng em đến những nơi mà em muốn. Và anh không chắc anh sẽ lý tưởng một cái điểm nào hết. Nhưng anh chắc là khi em buồn hay em vui, anh sẵn sàng sẽ ở bên em. Cho anh xin nắm tay một cái. Đứng sát vô. Trời ơi, thấy cưng quá. Chà. Cả bên kia sao anh Vinh anh giải quyết cặp sóng thần bên kia. Quỳnh Trang ơi, mời bạn đưa điện thoại ra phía trước. Chúng ta cùng đếm nha. 10 9 8 7 6 5 4 Em rất ấn tượng vì anh giảm ký rất là hay. Thì em vẫn rất là thích bạn số 3. 3 2 1. Alo. Dạ alo ạ. Em có nguyện về làm biên kịch tiếp tục cho vai diễn cuộc đời của anh không? Trời ơi. Dạ em đồng ý ạ. Anh cảm ơn em. Hai đứa quay lại nhìn nhau nói gì nè? Thì thực sự là anh không cao, không đẹp như những bạn khác. Nhưng mà anh chắc chắn là anh có một trái tim chân thành đủ tần số để yêu em. Và đồng thời là nếu em về với anh thì em đừng lo, anh sẽ giúp cho em có chế độ ăn uống hợp lý và giảm cân. Do mình mới gặp cho nên là anh cũng không dám, cho nên là anh xin phép nắm tay em. Luật sư nói chuyện là sự. Cái trái tim bằng thủy tinh có nghĩa là mong các bạn giữ, đừng làm vỡ nó suốt một quãng đường rất là dài ha. Mời hai em cầm vào đây. Rồi. Bạn hai bạn nhé. Nếu mà có quen nhau á, sau này thì kiểu gì cũng có cái vụ cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau cứ nhìn vô cái hình trái tim này nhớ cái ngày đầu tiên. Các bạn có muốn lấy trái tim của chương trình của chúng tôi nhớ giờ phát sóng và gửi tên địa chỉ của mình về để đăng ký chương trình nhé. Tần số tình yêu 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.